này mình xịt hai pin, hai pin mát bụi Xiaomi Gen 1. Pin này nó chạy giữa chừng là nó bị rất nguồn. Cha mình đang chuẩn bị dạy quá. Rồi đi ra chỗ khác, cái đang làm cái gì? Bên đây là 14.4V, 5200 Ah. Bên này bị hư, bỏ nha. Quên anh dở quá. Rồi tiếp nha. Chống đồng dở quá hả? Con này cục pin là mới mua ở Trung Quốc về, hôm qua Shopee. Đặt hàng ngày 13 tháng 9. Ở đây 13 tháng 9. Bữa nay là ngày 20 tháng 9 là nó có xuất hiện một tuần. Địa chỉ đây, cái này không chính hãng, địa chỉ nó là China, Quảng Đông, Shenzhen. Sản phẩm 5200 mAh cho máy hút bụi Xiaomi. Tiền là 748.000 đồng. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu khui. Nó không bằng bên này. Nó không bằng, mình nó là pin không chính hãng thì có nhà sản xuất nào đây coi theo cái mẫu đó, tại ta thấy mẫu máy bụi này nó phổ biến quá thì người ta sản xuất cái pin ra mà ba giá pin chính hãng nó tới 2 triệu mấy. Dở ra thì thấy pin. Cái này có vỏ, cái vỏ bữa hổm mà được nè. Vỏ nào? Đây, còn đầu pin. Cục pin thấy thì nó cục pin thấy kích thước thì nó khá tương đồng. Gọn hơn cục pin zin được chút xíu. Đầu cắm thì khá giống, mình sẽ cắm vô thử. Thì mình sẽ cắm cái sợi dây vô. Khá khó. Thôi đi ra, mà đụng vô, cho đang làm. Thôi Quỳnh Anh ghét hả, đừng đụng. Nhắc cái gì đó người ta không có chịu. Đó. Lắp vô thì nó khá. À má nó không lấy phá. Lắp vô thì nó khá lỏng lẻo so với bình zin. Mà mình sẽ tìm cách mình lắp lại sao. Thực ra khi mấy bạn thay pin, mấy bạn không có cần tháo hết mấy cái chổi quét với mấy cái hốc hút bụi này ra. Tại do cái hốc bụi này của mình nó bị rách ngay cái phần cao su no, cho mình mới lấy cái keo súng bắn keo mình vá là đỡ. Đó, các bạn thấy chỗ này là cái súng bắn keo đây, súng bắn keo. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại thử. Pin này bên Trung Quốc, pin mới. Rồi cục pin của nó không chính hãng thôi. Chứ mà cục pin chính hãng nó tới 2 triệu mấy rồi. Rồi thay vô cái máy cũ hả? Thay vô máy cũ. Unboxing. Unboxing. Tại tìm thấy khắp nơi trơn không có ai làm cho mình phải làm. Chục bạch. Muốn hút thì được thôi, nhưng mà vấn đề là cửa nẻo đồ tùm lum la đó,
không có hết đó thì nó đi ra ngoài rớt thôi. Chú đi mua sữa chua không em? Em? Chú đi mua sữa chua không? Hồng Anh sao con lấy cái đó rồi? Cho nói không lấy cái đồ gì ở đây mà. Không, hồi nãy cha con ốc để đó đó. Máy này nó chạy cũng được hơn 2 năm rồi, sau đó nó bắt đầu hư pin. Đây, cái chỗ quét nó rất rứa hết rồi.
Thôi đi ra chỗ khác cho đang làm công chuyện. Ô quên nó, ra quên nó. Quỳnh anh ăn bánh à, ăn đi. Ăn bánh không làm bớt tùm lum kiến cắn con nha. Còn cái miếng nhân 500 nhỏ này để nó đi theo cái tường ảo. Cái này quay phim. Mừng quá, nó tìm thấy con ốc. Chút là thiếu con ốc luôn. Thử sạc vô và nó như thế nào. Sẽ được. Cháu.
Vừa rồi thì máy máy bụi nó đã có tiếng nhạc, giống như là nó đã sạc vô rồi đó. Thấy cái đèn nó nhấp nháy. Mẹ đặt về, bao giờ em muốn về đây? Charging. Để lại gần nữa. Quả tăng ở trên cao. Charging. Cái tới đây là nó sẽ được cỡ 70% là nó sẽ hoạt động rồi đó. Máy này là mình không xài cũng cỡ mấy tháng này, nên mình sẽ lau lại cho nó tương đối cho nó sạch sẽ chút xíu trước khi nó hoạt động trở lại được. Nếu nó có thể hoạt động. Là máy bụi nó khi nó lôi ra là nó sẽ tự động nó lùi vào để cho nó tiết điện tốt. Thôi không phá cha Quỳnh Anh đi ra con. Thôi không có ngồi ghế này qua ghế kia ngồi. Thôi ghế này cha đang ra làm con chuyện, con không phá cha. Phá cha ta giận không chơi chung. Mình sẽ lấy cái điện thoại để mình nói cho nó thử. Tóc mấy đứa nhỏ này cũng tụ lum thế à. Đây là cái phần con robot mới thay pin xong. Bây giờ mình sẽ cho nó bắt đầu hút bụi. Mình coi thông tin nó kìa. Đó là hiện đang thông tin là máy đang sạc.
cam pin là 80%. Mình sẽ chọn khởi động. Hót cái hòn, nhanh chút là tôi tự hết. Thấy mình là người đã khá thành công. Rồi, là thành công, 20 pin là thành công. Cảm ơn tất cả.